Kéo, kéo. Giúp lại gần nữa nghe, giúp lại. À, cái lý hai mấy thông thạo ghê à. Chà mà. Điện đầu game có mạng ngon đấy. Hay đồng đội đánh hay thế, đồng đội đánh hay trên này mà mình không carry thì mình tỏ lỗi. Ơi, bắn nó vô, bắn nó vô. Này, giờ quay lại tôi đi không được rồi. Đúng quay à. Chết hết rồi. Ok, bắn nó di chuyển, đời sẽ cho bắn nó trả giá. Rồi, hai bộ chuẩn bị có đơ, đơ có đó. Mấy pha này găng đấu chết từ đâu ta, sao để chết ta. Ấy double kill lát này là lát nha. Hay đưa độc lệnh ai. À, pha nó sao găng sao để chết từ ta. Gió pha nó cưng ba được. À, hơi tham vì nó lấy hơi nhiều máu không để ý map thôi. Dạ ơi phải nó cưng ba chứ. Con nó sắp chết à. Nope.
hay sao? Hello there. Vậy cho hai bùa luôn, sách đau luôn. Hát bạn sắp nó có nhiêu tiền đâu bro, gì vậy? Sao che mát vậy? Sao vậy? Tại sao? Nó bên team kia mà để mát cho nó coi, nó kêu che là sao? Game này đầu game bên kia nó mới tập trung, chắc nó đó tôi đâu có che map đâu, bên kia nó ngồi đá map chứ nó mới tập trung đúng không, chứ nữa xong nó bị chết.